Còn cuối tuần vừa qua, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực Hồ Bán Nguyệt thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho cuộc chạy bộ gây quỹ từ thiện Fundraising lần thứ 13. Và đây cũng là hoạt động đầu tiên mở cho chuỗi sự kiện tuần lễ Anh Quốc vừa qua, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, hiện nay tôi đang đứng tại vạch xuất phát của cuộc đi bộ từ thiện Fundraising 2 năm 2013. Theo dự kiến của ban tổ chức thì chương trình năm nay sẽ thu hút được 8.000 người tham gia, nhưng tính đến giờ phút hiện nay thì đã có 8.500 người tham gia, và chúng ta cùng nghe ý kiến của một vài khán giả đặc biệt tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Em có thể cho chị biết là em tên họ là gì? Dạ em là Vũ Đông Huy. Đây là lần thứ mấy Huy tham gia chương trình này rồi? Dạ em đây là lần thứ hai ạ. Như vậy là em đã tham gia từ cái lần trước thì em có đạt được cái giải gì đặc biệt hay không? Dạ không, chị mệt quá. Thì tham gia cái chương trình lần này thì em có kỳ vọng là mình thắng được một cái giải gì đặc biệt hay không? Dạ mong đến được top 50 là được rồi. Cảm ơn em. Rất là tốt. Thứ nhất thì là đã được đóng góp được cho việc từ thiện. Thứ hai thì là nó là cũng là một cái đóng góp cho cái là hoạt động cộng đồng, và rất là tốt cho sức khỏe cho nhân viên. Hàng ngàn người đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi chạy bộ. Đúng 8 giờ, phát súng lệnh xuất phát được vang lên. Giống như các năm trước, lộ trình năm nay cũng kéo dài 4 km, xuất phát từ đường Nguyễn Khắc Viện, vòng qua Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Cảnh rồi về Nguyễn Khắc Viện. Đặc biệt, có nhiều trẻ em rất nhỏ cũng được ba mẹ dẫn theo tham gia chương trình này. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty ô tô Anh Quốc Land Rover Việt Nam, đơn vị tài trợ cho biết đã có 8.500 người tham gia, vượt 500 người so với mục tiêu. Ước tính, số tiền quyên góp cho các hội từ thiện tại Việt Nam là khoảng 750 triệu đồng. Thì với hơn 8.500 người đã đăng ký tham gia chạy trong chương trình Fundraising, thì đó là một thành công quá mức của chương trình tổ chức chung của năm nay. Kết quả anh Nguyễn Văn Long, sinh viên năm cuối trường Đại học Thể dục Thể thao là người giành giải nhất nam trong cuộc thi năm nay. Tôi được giới thiệu của bạn bè thì cũng biết tới giải này, và mục đích chính của giải này là vì từ thiện, nên là em cũng muốn góp một phần nhỏ nào cho phong trào này phát triển hơn, và em đã đến cái giải này. Fundraising là cuộc chạy bộ gây quỹ từ thiện thường niên do Hiệp hội các doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam, gọi tắt là BBGV, phát động. Chương trình cũng nhằm mục đích mở đầu cho chương trình tuần lễ Anh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh Quốc. Sau 12 lần tổ chức, đây còn là sân chơi thú vị cho các công ty, bạn trẻ và người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2012, sự kiện này đã thu hút sự tham gia của hơn 7.800 người và quyên góp được gần 800 triệu đồng. Tính chung trong 12 lần tổ chức, đã có 47.000 lượt người đăng ký tham gia, quyên góp cho các quỹ từ thiện tại Việt Nam gần 6 tỷ đồng.